Chiều nay mùng 9 tháng 5, Học viện Quản lý Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, trong tầm nhìn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quản lý Giáo dục có vị trí đặc biệt quan trọng bởi toàn ngành đang trong quá trình phát triển đổi mới tất cả các cấp học. Lực lượng nhà giáo là lực lượng có vai trò quan trọng, không chỉ trong giảng dạy mà còn cả trong năng lực quản lý. Đó là một trong những chức năng quan trọng của ngành giáo dục. Chính vì thế, việc đào tạo huấn luyện cán bộ quản lý cần phải được chú trọng và quan tâm. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cho ngành giáo dục của thầy cô, cán bộ học viện trong bề dày phát triển của ngành giáo dục. Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất để nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuần cho biết, thời gian tới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo học viện, cùng các đơn vị, các thầy cô trong trường xây dựng học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, hướng tới tầm khu vực, trở thành đơn vị đáng tin cậy, cánh tay vững chắc tham mưu hiệu quả cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý giáo dục, đặc biệt thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh năm chương trình đào tạo đại học trong kỳ tuyển sinh năm 2024. Học viện Quản lý Giáo dục trong những năm vừa qua